You're standing in the field. You can make your dreams come true. Here we go now. You are changing the world. We get lost, fight for our destiny. Take our dreamy mission. We need all. We met fire and have we new. Cậu học hành chăm chỉ chút đi, có nghĩa là chỉ cần vô địch cúp châu Á, tớ, à không, chúng ta có thể gặp lại sau. Nhớ dùng điểm này nhé, bây giờ chân trần không còn sau. Chân trần bây giờ chỉ còn lại 4 cầu thủ, căn bản không đủ người tham dự cúp châu Á. Không có Shadow, không có Dynamo, tham dự cúp châu Á kiểu gì? Chẳng lẽ cứ bỏ cuộc à? Không được, chúng ta đã hứa với Sao nhất định sẽ mang chân trần tham gia cúp thế giới. Cho nên chúng ta nhất định phải trở thành vô địch châu Á, hiểu không? Để Timmy này mang đội chân trần dũng cảm tiến lên phía trước, vượt qua khó khăn. Cầu kỷ đột này, người ta quy định phải có 5 cầu thủ thì mới có thể tham gia. Thế thì đi mua cầu thủ Gigio về đi. Thực ra mua một cầu thủ Gigio không đơn giản thế đâu. Vấn đề lớn nhất là hiện giờ mình cần phải tìm một người có thể điều khiển để thay thế vị trí chính của Sao. Xem ra mình cần người ngoài giúp rồi. Có thể là ai? Chân chân muốn tham gia cúp châu Á hả? Tìm tớ này. Đội Magic. Đúng, chính là bọn tớ. Đội Magical Lucian. William, Willy. Lẽ nào bọn họ muốn gia nhập đội tụi mình? Bọn tớ mà gia nhập đội chân trần đảm bảo không có sai lầm. Sẽ có sai lầm. Chọn tớ đi. Tớ không làm cậu hối hận đâu. Làm cậu hối hận. Các cậu muốn gia nhập với bọn tớ à? Sao các cậu biết bọn tớ muốn tìm người? Sao của chân trần đi rồi, cho nên các cậu không đủ người tham gia. Cả thế giới không ai là không biết. Không biết. Nhưng muốn gia nhập với bọn tớ, lúc đá bóng các cậu không được dở trò ăn gian đâu. Tại sao? Dở trò ăn gian là niềm kiêu hãnh của bọn tớ. Bọn tớ kiên trì, bọn tớ đá bóng có phong cách riêng. Các cậu cứ thoải mái một chút đi, thoải mái đi. Không muốn thua thì để bọn tớ gia nhập. Muốn thua thì để bọn tớ gia nhập. Đừng đùa nữa. Có ai đùa đâu? Đùa đâu? Tớ nói là không đùa mà. Đùa mà. Đúng là không đánh không nên thân. Vậy tụi mình sẽ tìm Mai để thay sau. Mai của đội Nhất Thanh. Gia nhập chân trần tiến vào cúp thế giới. Đây là cơ hội tốt. Mai nhất định sẽ đồng ý. Xin lỗi Isaac. Tớ nghĩ mình không thể gia nhập chân trần. Nhưng mà chân trần thiếu sau. Bọn tớ không đủ người để tham gia. Cậu suy nghĩ thêm đi mà. Đây là cơ hội đấy. Mong muốn lớn nhất của tớ là thực hiện tâm nguyện của hiệu trưởng, đào tạo ra những Gigio xuất sắc nhất cho trường học Nhất Thanh. Đội Nhất Thanh cũng không thể thiếu tớ được. Hy vọng các cậu hiểu. Yên tâm đi Mai. Đương nhiên là tớ hiểu. Nhưng đội chân trần chúng tớ sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Chúng tớ sẽ tìm được người thích hợp để tham gia cúp châu Á. Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không hiểu, ban ngày ban mặt các cậu lại túm tớ xuống gầm bàn để nói chuyện làm gì? Lại là hai anh em William, Willy từ tớ đây. Có nhớ không? Có nhớ không? Họ đâu rồi? Đi thế nào? Các cậu muốn tìm Nicolas gia nhập chân trần? Đúng, cậu ấy có nhà không? Từ sau trận đấu với chân trần, cậu ấy... Cậu phải cẩn thận nhá. Tớ muốn để các cậu xem cú sút liệt diễm của tớ. Shadow, lần này không cứu được bóng thì chân trần sẽ không còn gì nữa. Cú sút liệt diễm.
cậu ta cũng biết cú sút liệt diễm. Tại sao lại như vậy? Mai, cơ hội đây. Ôi xong. Đó cậu xem, cú sút liệt diễm thật sự đấy. Vào rồi, cú sút liệt diễm của Mai đã giúp Chân Trần ghi thêm một bàn thắng nữa. Tỷ số là 3-2, Chân Trần đã đánh bại Bánh Đà, giành được tấm vé vào bán kết. Thắng rồi, cú sút liệt diễm thật sự cuối cùng cũng chiến thắng. Mai tuyệt vời. Nicolas, các cậu có thể học được tất cả tuyệt chiêu của cầu thủ bên tớ, nhưng xem ra cậu chẳng học được nửa trí thông minh của cầu thủ Chân Trần đâu. Từ đó chị không gặp lại Nicolas nữa. Tuy thằng bé vẫn gửi thư về, nhưng chị thật sự không biết nó đi đâu. Không phải chứ, để chị gái lo lắng, lại còn không thèm giúp việc làm ăn của cửa hàng. Em trai chị từ nhỏ đã không thích ở cùng người khác. Chị biết lý tưởng của nó là trở thành người điều khiển Gio xuất sắc. Chị cứ yên tâm, nếu Nicolas vẫn chơi Gio, sẽ có một ngày chúng em sẽ gặp cậu ấy. Tới lúc đó em sẽ đưa cậu ấy về đây thăm chị. Cảm ơn các em. Nhảy dù này. Chân Chân, cuối cùng chúng ta cũng tìm được các cậu. Lại là các cậu à, phiền quá. Sớm về nhá. Các cậu đừng đi mà. Đừng đi. Đừng lại. Em dép này. Ôi. Cuối cùng, tụi mình cũng cắt đuôi được họ. Đi thôi nào, tớ không muốn nhìn thấy các cậu ấy nữa đâu. Các bạn, cậu Isaac, ngày mai tìm cậu. Mai. Lâu quá không gặp. Ngày mai, đã lâu không gặp. Tôi và Van đều đã xem giải tứ hùng rồi, biết tin các cậu trở về, bèn đi một chuyến tới thăm các cậu. Đến ngay cả ngài cũng biết đội Chân Trần không đủ người tham gia cúp châu Á, cho nên muốn tới gia nhập Chân Trần ạ. Cậu đừng tiết lộ chuyện nội bộ trong đội bóng chúng mình được không? Ngày mai, nếu hai người muốn gia nhập Chân Trần, cháu sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Hả? Cháu tính kỹ rồi, nếu ngày mai gia nhập đội Chân Trần, đội bóng chúng cháu sẽ trở thành đội bóng giàu có, đội bóng có tiền nhất châu Á. Sau đó chúng ta sẽ có thể mang ra thị trường, tách ra rồi lại đưa ra thị trường, sau đó tách. Thật ngại quá Cát ơi, tôi nghĩ cháu hiểu lầm rồi. Thật ra tôi và Van đã bỏ Gio, không còn chơi Gio nữa đâu. Có điều, Van, bố cậu ép cậu không được chơi Gio à? Cậu từ bỏ lý tưởng à? Sao lại vậy được? Thời đại gì thế này? Thật xin lỗi, tâm lý của cô ấy có hơi thất thường. Thật ra bố không ép tớ đâu. Bản thân tớ muốn tập trung học hành, sau này cùng bố học cách kinh doanh ấy mà. Tớ phát hiện ra lý tưởng của mình hình như cũng giống bố, đó là trở thành một doanh nhân. Chú Bôn ạ, cháu đây. Isaac, cháu bảo chú tìm địa chỉ của đội Thiên Thần. Tìm được rồi đấy. Đây là địa chỉ chú Bôn tìm được à? Chào. Sao các cậu trông quen thế? Bọn tớ chính là năm anh em Marcus của đội Thiên Thần. Đó là Justus. Sao Justus lại lùn như thế? Chẳng phải các cậu có 4 người sao? Bọn họ đang ở trong nhà. Trong nhà. Búp bê giấy cứng. Lại là đội Magic. Không phải chứ? Thôi xong, bị nhận ra rồi. Nhận ra rồi. Đáng ghét quá. Không ngờ Cát là con gái mà lại ra tay nặng vậy. Cái gì chứ? Thôi, cậu bớt nói vài câu đi. Muốn bị ăn đòn à? Ai vậy?
Ajax, chú Bôn bảo cháu tìm ta. Thiếu tướng Guler, cuối cùng ngài cũng nghe điện thoại của cháu. Đội chân trần chúng cháu muốn mời sói chiến binh của ngài gia nhập. Ajax, nhận tin nhắn của cháu, mọi người rất vui lòng gia nhập đội của cháu. Cháu chờ chút. Xem ra mọi người đều rất bận. Đúng, giờ chúng ta có chút chuyện cần xử lý. Khoảng hơn một năm nữa có thể trở về. Lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc nhé. Khổ cai lên đây. Đến cái đội sói chiến binh cũng không rảnh để giúp mình. Chẳng lẽ phải hợp tác với đội Magic ư? Không phải chứ. Là sao? Cậu ấy gửi thư này. Các chiến hữu thân mến, tớ biết chân trần được mời tham gia Cúp Châu Á, nên tớ đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các cậu trong biệt thự ở Hồng Kông của gia đình tớ, để các cậu có thể dốc sức luyện tập. Đồng thời, tớ đã tìm được thành viên mới thay thế cho vị trí của mình trong chân trần. Cậu ấy sẽ chủ động liên lạc với các cậu. Hy vọng các cậu sẽ có thành tích tốt ở Cúp Châu Á, có thể lọt vào Cúp Di Diêu Thế Giới. Sao cẩn thận quá? Đã đi rồi vẫn còn chăm sóc đội chân trần của chúng mình. Sao đúng là vừa đẹp trai lại vừa sành điệu, mặt nào cũng xuất sắc. Sao tốt với chúng mình như vậy? Chúng mình phải nhanh chóng luyện tập ăn ý với thành viên mới. Được, đội chân trần sẽ vượt qua Cúp Châu Á, lọt vào Cúp Thế Giới. Satellite bị làm sao vậy? Bị kim loại mỏi. Kim loại mỏi có thể chữa được không? Thường thì khi sử dụng trong một khoảng thời gian 10 năm trở lên, cơ thể kim loại sẽ rất dễ bị xảy ra tình trạng kiệt sức. Có điều rất kỳ lạ, dựa vào thời gian Satellite xuất xưởng, làm gì có chuyện xảy ra tình trạng kim loại mỏi nhanh thế? Sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì tần suất cậu ấy rơi bóng nhiều hơn so với Zizio bình thường? Dù là vậy, cũng không thể đến mức nghiêm trọng như vậy. Tớ sẽ giúp Satellite đổi một cái chân trái khác. Hy vọng tình trạng kim loại mỏi sẽ không xuất hiện. Satellite, cậu phải hồi phục đấy. Vừa nhìn là đã biết đây là vườn hoa nhà sau rồi. Đến cả hương hoa cũng thuộc hàng thượng đẳng. Cả gian phòng, chỗ nào cũng toát lên phong cách của Shao. Chúng mình lên trên để tham quan phòng góc mới đi. Được. Giường của Shao. Hóa ra nhà của Shao thật sự rất có phong cách. Đúng. Cát, cậu làm gì vậy? Vừa nhìn thấy căn phòng này, tớ đã biết sao đặc biệt chuẩn bị cho tớ mà. Hơn nữa, tớ làm quản lý của các cậu cũng mệt lắm đấy. Đương nhiên chỗ này là của tớ. Sao? Này, các cậu không thể ngang nhiên bước vào phòng ngủ của một quý cô như vậy được. Ra ngoài đi. Căn phòng lớn như vậy mà muốn độc chiếm cho riêng mình. Tự coi mình là nữ chủ nhân của cái nhà này rồi. Chào mừng quý vị tới tham dự cuộc họp báo Cúp Zizio khu vực châu Á. Cuộc họp ngày hôm nay nhằm mục đích công bố kết quả bốc thăm thứ tự thi đấu Cúp châu Á. Trước khi hoạt động bốc thăm của chúng tôi được diễn ra, hãy để tôi giới thiệu với mọi người quy tắc trong giải đấu. Đơn vị tổ chức Zizio năm nay chia cho khu vực châu Á 3 suất lọt vào Cúp Thế Giới. Cho nên giải đấu khu vực châu Á sẽ được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm sẽ có một đội giành được chiếc vé sau cùng. Sau khi lượt thi đấu luân phiên kết thúc, đội có số điểm cao nhất sẽ lọt vào top 32 đội mạnh nhất, giành được tấm vé tham dự Cúp Zizio Thế Giới. Và đây là nơi tổ chức giải đấu cho nhóm C. Hãy để tôi giới thiệu với mọi người kết quả bốc thăm. Chân Chân đến từ Trung Quốc, Johago đến từ Singapore, Suna đến từ Sania, Video đến từ Nhật Bản. Sau đây, xin mời các đội bóng tham gia giải đấu sẽ lên sân khấu để cùng chụp hình. Anh ta chính là đội trưởng của đội Nhật Bản. Xin chào. Xin chào. Ha 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 ha
Đó là Hinoyuchi, phô trương thật. Tớ cảm thấy anh ta chẳng lợi hại gì đâu. Sao lại thế? Bình thường cao thủ sẽ không ra vẻ ta đây. Anh ta càng tỏ ra mình giỏi thì càng không vượt qua được đôi mắt của tớ. Nhìn xem, hình như chỉ có cái người đeo mặt nạ là không giống thôi. Giản dị như vậy, hẳn là cao thủ. Cao thủ à? Ngốc nghếch như cậu thì có. Xin ngài hãy cho ý kiến đi ạ. Trong bao nhiêu năm qua, Nhật Bản là đội bóng châu Á duy nhất có thể lọt vào cúp Jeju thế giới đấy. Bọn họ chính là đối thủ của chúng ta ở cúp này đấy. Hai người đó đều rất lập dị. Một người tự cho là đúng, một người vui buồn thất thường. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của chúng ta chạm trán vào trận tiếp theo chính là Nhật Bản. Xem tài liệu mới thấy, hóa ra Nhật Bản là đội bóng có thành tích tốt nhất châu Á. Ở cúp Jeju thế giới lần trước, bọn họ lọt top 16 đội mạnh. Lúc tớ lên sân khấu có nghe thấy bọn họ là đội bóng duy nhất chưa bao giờ vắng mặt trong cúp thế giới. Xem video tư liệu đấy đi, cầu thủ số 10 của họ chơi hay lắm. May mà thành tích của đội Dohago của Singapore cũng chỉ tầm tầm, 10 trận thắng 2, thua 3, hòa 4. Không có thông tin về thành tích của Vương quốc Sania. Năm nay là năm đầu tiên họ tham gia giải đấu, cũng không có ghi chép gì về các giải đấu đã tham gia trước đó. Người điều khiển còn đeo mặt nạ, đúng là thần bí. Rốt cuộc quốc gia thần bí đấy ở đâu? Nếu sao ở đây, tớ nghĩ chúng ta nhất định sẽ có lòng tin đánh bại tất cả đối thủ. You can make your dreams come true.